Xin chào anh chị và các bạn nhé. Bây giờ xe của tôi đã di chuyển đến gần cầu Cần Thơ rồi. Và từ phía xa thì chúng ta đã nhìn thấy chiếc cầu hôm nay chuyển màu đỏ này. Được thắp những cái dây đèn màu đỏ từ phía xa. Đi qua đây rất là nhiều lần, đặc biệt là vào ban đêm á, thì thấy cái hiệu ứng ánh sáng trên cầu Cần Thơ này rất là đẹp. Và hôm nay thì cũng xin ghi lại cái cảnh ban đêm trên cầu Cần Thơ này nhé. Thì cầu Cần Thơ này thì chắc nhiều anh chị cũng đã biết rồi. Đây là cái cây cầu mà dây văng có thể nói là dài nhất khu vực Đông Nam Á. Nó có chiều dài nhịp là khoảng 550 m. Thì cái cây cầu này được xây dựng bởi cái vốn ODA của chính phủ Nhật này. Tổng cái chiều dài của toàn cái cây cầu này nó khoảng gần 16 km, bao gồm cái đường dẫn từ phía bờ Vĩnh Long đến bờ Cần Thơ. Thì xe tôi đang di chuyển từ phía bờ Vĩnh Long đi lên. Đây là đang ở khu vực Mỹ Hòa của thị xã Vĩnh Long. Từ xa chúng ta thấy cái hiệu ứng ánh sáng màu đỏ đó. Hôm nay thì cầu được bao phủ bởi cái màu đỏ rất là lung linh. Đó. Chúng ta di chuyển gần tới phía cầu rồi. Cái hiệu ứng ánh sáng này á, thì nó thay đổi tùy theo cái từng ngày nhé, chứ không phải là thống nhất một cái màu như thế này. Rất nhiều coi như là du khách khi mà đi đến cây cầu này thì cũng đã dừng lại để chụp những cái bức hình làm kỷ niệm khi đến với Cần Thơ cũng như là về miền Tây. Cây cầu này đúng là ghi nhận nhiều các cái sự kiện đúng không ạ, khi mà bắt đầu mới xây dựng cầu. Cái chiều cao cái cầu Cần Thơ này nó khoảng 175 m. Và chúng ta cũng đã biết rồi, cầu được xây dựng từ năm 2004 và đến tháng 4 năm 2010 thì chính thức được thông tuyến khánh thành cầu. Cái tổng cái mức đầu tư và cái thời điểm đó nó rơi vào đâu tầm khoảng 4.900 tỷ đồng. Thì vừa rồi chúng ta đã đi qua cái cây cầu này. Ánh sáng rất là đẹp đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta đi đến địa phận của quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Xe đang đổ dốc. Cái đường dẫn ở phía đầu cầu Cần Thơ này cũng rất là dài. Nó rơi vào đâu hình như là tầm 5 đến 6 cây số gì đó. Bây giờ là 22 giờ.
Và trước đây thì chúng ta thấy ở phía đường dẫn và Cần Thơ này thì có cái trạm thu phí này, nhưng mà trạm thu phí này thì đã được gỡ bỏ rồi. Bây giờ trời cũng đã khuya, cho nên là cái lượng xe đi lại vắng hơn rất là nhiều. Ở đây thì phía bên tay phải của chúng ta đó là khu đô thị Hưng Phú. Ở bên đây thì có siêu thị Go, trước đây là siêu thị Big C. Còn phía bên tay trái của chúng ta đó là khu đô thị công ty Công trình 8. Đường phố bây giờ cũng khá là vắng rồi. Vâng, và xin hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong các cái hành trình sau. Bởi vì thời gian này thì tôi cũng đi khá là nhiều, cho nên là cũng ghi lại những cái thước phim và những cái hành trình mà tôi đã đi để cùng chia sẻ với anh chị và các bạn nhé. Cũng rất mong anh chị và các bạn tiếp tục ủng hộ cho kênh Xe 247 nhé. Và kính chúc anh chị và các bạn một ngày vui vẻ và nhiều may mắn.